Nếu như trước đây phần lớn phụ nữ không sinh được con, chúng ta đều đổ lỗi cho phụ nữ không có khả năng thụ thai. Tuy nhiên trong những năm gần đây, khi khoa học phát triển, thông tin minh bạch, con số đàn ông vô sinh cũng không ít hơn phụ nữ đã khiến chúng ta phải nhìn lại thực trạng vô sinh, từ đó có phương án điều trị hiệu quả. Và một dự báo rằng tỷ lệ 50% đàn ông sẽ vô sinh trong 20 năm tới liệu có thể xảy ra. Bạn trẻ này chưa có gia đình và ở tuổi 22 nhưng đã có nguy cơ vô sinh nếu không kịp thời điều trị bệnh nam khoa. Không phải bạn trẻ nào cũng có nhận thức đúng về vai trò và trách nhiệm của đàn ông trong việc sinh con của mỗi gia đình. Và không chỉ phụ nữ là nguyên nhân chính gây ra vô sinh, mà nam giới cũng có thể là nguyên nhân khiến vợ không thể thụ thai. Cái việc có con cái rất là quan trọng. Với cặp vợ chồng thì hầu như lấy nhau cũng là muốn có con của mình, con mình đẻ ra. Nên là cái việc khó vô sinh ở nam giới cũng rất là nhiều. Vì bây giờ những đàn ông thì nó hay cuồng ăn uống như vậy, chơi kích thích nhiều nên là gây đến ảnh hưởng đến sinh lý. Cả nam và cả nữ đều có nguyên nhân làm cái vô sinh, chứ không phải là chỉ mỗi nữ không. Cho nên là nếu như mà chúng ta chỉ nghĩ nữ là không được. Và khi mà đã đi khám vô sinh thì chúng ta nên khuyên cao vợ chồng đi khám cả hai phía để xem là cả hai vợ chồng có vấn đề gì không. Bởi vì chúng ta cũng biết nữa là gì, là nhiều khi là có thể là vợ yếu một chút thôi, nhưng mà nếu như mà chồng khỏe thì bình thường cũng có thể bù trừ được, hoặc ngược lại chồng yếu một chút thôi nhưng vợ khỏe vẫn bình thường ngược lại. Đặc biệt là những cặp vợ chồng trẻ, vợ trẻ như vợ dưới 35 tuổi thì cái khả năng bù trừ cho nam rất tốt. Thế nhưng mà nếu như mà chỉ đi khám cho nữ không thôi, liệu diệt cho nữ không được, hoặc chỉ đi khám cho nam, đổ diệt cho nam không được, mà chúng ta đi khám hai vợ chồng, nhiều khi phát hiện là cả nguyên nhân phía nam và phía nữ và điều trị cả hai. Tỷ lệ bệnh nhân nam đến khám và điều trị tại bệnh viện Việt Đức gia tăng nhanh chóng những năm gần đây. Trong đó không ít trường hợp sử dụng chất kích thích như rượu bia, các chất cấm như chất gây nghiện, ma túy. Theo thống kê từ Bộ Y tế, hiện nay tỷ lệ vô sinh giữa nam và nữ là tương đương nhau. Tỷ lệ này là 40% ở nam, 40% ở nữ và còn lại là 10% do cả vợ và chồng, 10% không rõ nguyên nhân. Khi mà người nam giới bị vô sinh thì người ta lại dễ bị bi quan, rất là bị tâm lý. Chưa kể về nhà có thể là vợ không hợp tác, không đồng lòng, hoặc gia đình nói ra nói vào, anh nam giới càng áp lực. Và chính áp lực đấy người ta lại dễ người ta lại phải đi tìm niềm vui là cái rượu, ra quán bia ngồi để cho nó quên buồn đi. Và nó là cứ là vòng xoáy luẩn quẩn, làm cho người nam giới càng ngày đi vòng xoáy, làm cái sức khỏe nó giảm và cái sự khả năng sinh sản cũng bị giảm xuống đi. Trong bối cảnh ở Việt Nam, nam giới thường lạm dụng bia rượu, chất kích thích, bên cạnh đó lại lười thể thao. Vì vậy mà tỷ lệ nam giới vô sinh còn tiếp tục tăng. Như dự báo của Phó Giáo sư Nguyễn Quang, 20 năm tới, tỷ lệ nam giới vô sinh có nguy cơ tăng lên 50%. Thưa quý vị và các bạn, phi đại tiền liệt tuyến là một bệnh lý thường gặp ở nam giới tuổi trung niên. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, bệnh có thể gây ra nhiều ảnh hưởng tới cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày của bệnh nhân và có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng đối với sức khỏe. Nếu trước đây việc điều trị ngoại khoa của phì đại lành tính tuyến tiền liệt chủ yếu là mổ mở, thì hiện nay phương pháp phẫu thuật nội soi cắt tuyến tiền liệt đã trở nên phổ biến do những ưu việt mà nó mang lại. Nội soi cắt tuyến tiền liệt là phương pháp phẫu thuật nhẹ nhàng, hiệu quả và có thể áp dụng cho đa số các trường hợp phì đại lành tính tuyến tiền liệt đã có chỉ định mổ, giúp người bệnh tránh được một cuộc mổ mở. Sẹo mổ lớn gây đau đớn kéo dài, làm tăng thời gian điều trị, hạn chế hồi phục vận động, sinh hoạt và lao động. Đồng thời tránh được nhiều nguy cơ biến chứng sau mổ như rò bàng quang, nhiễm trùng vết mổ, chảy máu. Trong năm về trước thì phẫu thuật u phì đại lành tính tuyến liệt chủ yếu là mổ mở. Hiện nay thì cái phương pháp mổ nội soi trở nên phổ biến hơn. Thế thì nó có rất nhiều cái ưu điểm hơn là cái phương pháp mổ mở ngày xưa. Thứ nhất là về tâm lý bệnh nhân. Bệnh nhân khi được nghe bác sĩ giải thích là mổ nội soi, tâm lý rất là thoải mái trước khi bước vào cuộc mổ. Thứ hai là về mặt những cái biến chứng trước, trong và sau mổ của bệnh nhân, thì trong mổ bệnh nhân đã giảm được nguy cơ là chảy máu, giảm nguy cơ nhiễm trùng. Sau mổ thì bệnh nhân được giảm được nguy cơ đau. Bệnh nhân được bác sĩ gây tê bằng phương pháp gây tê tủy sống. Bác sĩ đưa dụng cụ nội soi từ niệu đạo vào tuyến tiền liệt và bàng quang. Các thùy của tuyến tiền liệt được cắt ra thành nhiều mảnh nhỏ bằng các loại năng lượng, dao đơn cực, lưỡng cực hoặc laser. Sau đó các mảnh tổ chức được hút ra khỏi bàng quang để làm giải phẫu bệnh.
diện cắt được đốt cầm máu kỹ rồi đặt ống thông niệu đạo để cầm máu. Toàn bộ quá trình phẫu thuật được kiểm soát bởi các bác sĩ gây mê hồi sức giàu kinh nghiệm. Trước mổ mở đến về cái mổ ít nhất là phải 3 người và khi mổ rất vất vả trong quá trình cầm máu bởi vì cái tuyến tiền liệt là một cái tạng ở rất là sâu ở vùng hạ vị. Thế là rất là khó để tiếp cận. Chính vì nên là khi mổ mở rất là mất nhiều thời gian, tốn thời gian và gây chảy máu và quá trình cầm máu rất là khó khăn. Thế bây giờ mổ nội soi chúng tôi dưới màn hình camera có thể kiểm soát được toàn bộ tuyến tiền liệt và một cách nhẹ nhàng mà không cần phải mất sức nhiều. Mổ nội soi là phương pháp mổ hiện đại, áp dụng công nghệ cao trong phẫu thuật u xơ tiền liệt tuyến. Thời gian thực hiện phẫu thuật kéo dài khoảng 60 đến 180 phút, tùy thuộc vào kích thước của khối u. Thưa quý vị, theo Bộ Y tế, qua đánh giá các ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong, có khoảng 35% số ca bệnh chưa tiêm hoặc là chưa tiêm đủ vaccine phòng COVID-19. Bộ Y tế đề nghị tăng cường rà soát và triển khai truyền thông và tiêm vaccine cho người dân, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Giám đốc Bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Thủ trưởng Y tế các bộ ngành về việc rà soát, chấn chỉnh và tăng cường thu dung, quản lý, điều trị các bệnh COVID-19. Từ đầu năm 2022, số ca mắc, ca nặng, nguy kịch giảm nhiều. Tuy nhiên, từ đầu tháng 8 đến nay, số ca mắc mới đang có xu hướng tăng dần với các biến thể phụ mới của chủng Omicron BA.4, BA.5, BA.2.75, BA.2.12.1. Trung bình khoảng 2.000 ca mắc mỗi ngày, cùng với đó, số ca nặng nguy kịch cũng gia tăng và xuất hiện các ca tử vong do COVID-19. Qua đánh giá các ca bệnh COVID-19 nặng và tử vong, thấy có khoảng 35% số ca bệnh chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ vaccine. Do vậy, đề nghị các sở y tế tăng cường rà soát và triển khai truyền thông, tiêm vaccine cho người dân theo đúng hướng dẫn, đặc biệt là những người thuộc nhóm nguy cơ cao. Tiếp tục triển khai tập huấn hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 cho nhân viên y tế, thống kê thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ điều trị COVID-19 để đề nghị hỗ trợ khi cần thiết. Nghiêm túc báo cáo số liệu hàng ngày trên hệ thống quản lý COVID-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế theo địa chỉ cdc.kcb.vn. Đoàn công tác Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành hoạt động giám sát tại Bệnh viện Ung Bướu về các vấn đề khó khăn của bệnh viện, trong đó có tình trạng thiếu nhân lực do nhân viên y tế nghỉ việc hàng loạt. Báo cáo trước Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Bệnh viện Ung Bướu đã chỉ ra nhiều khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện như thiếu thuốc, thiếu vật tư y tế và đặc biệt là thiếu nhân lực do tình trạng nhân viên nghỉ việc hàng loạt. Từ năm 2021 đến nay, bệnh viện này có trên 130 nhân viên y tế nghỉ việc với nhiều nguyên nhân. Vị trí làm việc nó xa so với lại cái thực tế. Cụ thể các bạn mà đang sống ở khu vực như là Tuốt ở dưới Củ Chi hay là ở Cần Giờ, ở Hóc Môn thì thực sự là tiếp tục di chuyển xuống dưới cơ sở 2 ở Thủ Đức, đó là một cái khó khăn. Ghi nhận những khó khăn mà bệnh viện đang phải đối mặt, các đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết sẽ sớm cùng với ngành y tế và Ủy ban Nhân dân thành phố tìm ra giải pháp để từng bước tháo gỡ, tạo điều kiện tốt nhất để các bệnh viện làm tốt việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Sau cuộc khảo sát này, thì chuyên trách của Ban Văn hóa Xã hội sẽ ngồi lại với Sở Y tế, với bệnh viện chúng ta để hệ thống lại các cái kiến nghị đề xuất những bất cập khó khăn để tham mưu cho thường trực Hội đồng Nhân phố ký một văn bản gửi thường trực Ủy ban. Và Ban Văn hóa Xã hội sẽ có trách nhiệm theo dõi bám sát những nội dung này. Bệnh viện Ung Bướu là nơi có 13 máy xạ trị hiện đại nhất của cả nước và có bác sĩ được học chuyên môn cao về xạ trị cũng đông nhất của cả nước. Tuy nhiên, hiện đang bị tạm ngưng hoạt động ở nhiều công đoạn do vấn đề nhân lực có nhiều xáo trộn.